Xin chào, đây là khóa học miễn phí tại nền tảng học đồ họa online lớn nhất Việt Nam, Digital Academy. Chúng tôi có rất nhiều khóa học, từ miễn phí, trả phí, từ cơ bản đến nâng cao. Bạn có thể truy cập website digital.academy để tìm khóa học mà bạn yêu thích. Chào các bạn, mình là Thủy, là người đồng hành cùng các bạn xuyên suốt trong cái khóa học marker cơ bản này. Thì đầu tiên giới thiệu về marker, thì marker là một cái dòng màu có rất là nhiều ưu điểm như là màu sắc phong phú, sử dụng đơn giản, giải quyết nhanh bản vẽ và hiệu ứng thẩm mỹ rất là tốt. Trong cái phạm vi khóa học á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng màu marker cơ bản trong cái ứng dụng thiết kế kiến trúc nội thất, cũng như là cách sử dụng diễn họa vật liệu và vật dụng nội thất. Rồi, cho phép mình giới thiệu về họa cụ. Đầu tiên đó chính là giấy, giấy canson. Đây là cái trên tay mình, đây là một tập giấy canson. Và giấy canson này là loại giấy phổ biến, dễ tìm được và có thể đảm bảo được cái độ che phủ, cái độ blend màu rất là tốt cho cái dòng marker này. Tốt hơn là khi các bạn sử dụng các loại giấy in, giấy A4 thông thường. Tiếp đến đó là nhân vật chính của hôm nay, đó chính là màu marker. Màu marker thì mang rất là nhiều ưu điểm. Đầu tiên đó chính là màu sắc phong phú, sử dụng đơn giản, giải quyết nhanh cái bản vẽ và mang đến cái hiệu ứng mỹ thuật tốt. Cách về vẻ ngoài thì bút marker, cái cách thức đó là thường thấy đó chính là có hai đầu. Một đó là đầu nhỏ, và hai đó chính là đầu bảng lớn. Và khi diễn họa thì thường mình sẽ sử dụng cái đầu bảng lớn này nhiều hơn. Thường á thì mình sẽ có hai dòng marker cơ bản mà mình thường dùng và mình sẽ ứng dụng trong cái khóa học này, đó chính là màu Color và màu Touchless. Sở dĩ á mình sử dụng hai cái dòng màu này là do cái giá thành nó khá là ổn định, rẻ và cái hiệu ứng mỹ thuật nó cũng khá là tốt. Ngoài ra thì mình còn recommend cho các bạn một cái dòng marker nữa, đó chính là Cobalt. Các bạn có thể mua và tìm kiếm tại các cửa hàng. Màu Cobalt thì nó cũng màu rất là đẹp và có nhiều màu sắc khá là ok cho các bạn lựa chọn. Về cái cách sử dụng của màu này thì mình sẽ lấy ví dụ từ một cái cây Touchless đi ha. Đây, cái có thể trồng màu nhưng mà cái độ che phủ thấp nên á, các bạn phải vẽ đi từ cái màu nhạt đến màu đậm. Như là mình xin lấy một cái ví dụ, đó là về độ che phủ của màu. Ví dụ đây mình có một cây, mình sẽ có cây mã màu đó là 67 và 63 nha. Đây là một cây màu đậm. Khi mà các bạn sử dụng á thì các bạn nên là đóng nắp kỹ một chút nha, bởi vì khi mà mình không có đóng nắp kỹ á, nó không kêu cái cách một cái thì cái màu của bạn nó sẽ rất là dễ bay hơi và nó sẽ hỏng luôn cái cây marker này luôn. Nên các bạn chú ý khi mà sử dụng màu marker là như vậy. Đấy, tiếp theo, đây, khi mà các bạn có hai màu như thế này và cái độ trồng màu của marker, màu marker thật ra nó khá là trong, những cái lớp màu nó khá là trong, cho nên lúc mà bạn trồng nè, ví dụ mình trồng cái cây màu nhạt này nhá lên cái màu đậm này, đó, các bạn sẽ thấy là nó gần như là nó không để lại thêm một cái hiệu ứng gì mà độ che phủ của nó rất là thấp. Nhưng khi mà mình trồng cái cây màu đậm này lên này, đó, nó có thể che phủ hoàn toàn màu nhạt luôn. Vì thế khi mà các bạn sử dụng bút marker thì chúng ta nên đi từ cái màu nhạt, từng cái lớp màu nhạt, sau đó là đi đến các lớp màu đậm dần để tạo cái sắc độ cho bài. Có hai cái màu marker rất là đặc biệt, đó chính là màu đen. Cái màu đen này thì thật ra là mình không có cần thiết là phải chắc chắn là hãng nào màu đen cũng như nhau thôi. Đây là một cây màu đen. Tiếp theo là cây màu số 0 của Color. Mình sử dụng màu số 0 của Color. Cái mã màu thì các bạn đọc ở đây nè. Rồi, cây số 0 này có một cái rất là đặc biệt, các bạn cùng nhìn nhé. Đó chính là, vâng, nó không có một cái màu gì. Lúc qua video thì các bạn thấy là nó không có một cái màu nào luôn. Nhưng mà cây số 0 này sinh ra để làm gì? Nó cũng không chi phủ được màu luôn. Đây, nhưng nó có một tác dụng rất là hay, đó chính là khi nó sẽ có tác dụng như là một cái dung môi pha màu cho các bạn, hỗ trợ pha màu. Ví dụ như các bạn có hai cái màu, ví dụ như là màu mình đang cầm trên tay là cây WG3 và WG5. Đây, cây WG3 nhé, đầu tiên là cây WG3. Đây là cái màu xám ấm số 3. Còn đây là cây xám ấm số 5, tức là nó có sắc độ tối hơn một xíu. Đây, như các bạn thấy là nó sẽ để lại góc vệt màu đúng không nè.
Nhưng mà khi mình sử dụng cái số 0 này, như là mình sẽ play cái màu này ra một cách thuận tiện hơn. Đây. Rồi, được chưa? Tức là cái màu bây giờ nó sẽ loang một cách rất là tốt. Và lưu ý khi sử dụng cái số 0 này, khi mà bạn sử dụng để blend màu những cái màu khá là đậm, thì cái những cái màu, những cái hạt màu đậm đó nó sẽ dễ dàng dính lên cái cây màu trắng này. Và cái việc đầu tiên khi bạn, sau khi mà các bạn blend màu sử dụng cái cây này nè, như là một cái cách để pha màu hiệu quả giữa hai cái tông màu ấy, thì các bạn nên quẹt ra một cái giấy để làm sạch cái màu marker này. Nhưng bởi vì cái màu mình vừa sử dụng á là cái màu nó không quá đậm để tạo, để dính cái hạt màu lên trên này, nên mình không cần. Đây, mình quẹt ra để làm sạch nó thôi. Bởi vì khi mà các bạn không làm sạch á thì cái lần sử dụng sau á là nó sẽ bị ám màu luôn và sẽ gây bẩn bài vẽ. Rồi, mình sử dụng xong rồi thì mình sẽ đóng lại nhé. Nhớ, các bạn nhớ là khi mà nghe cái tiếng cạch một cái thì cái màu marker này nó mới được đóng hoàn toàn. Rồi, tiếp theo đó chính là mình sẽ nói về các palette màu. Đây, các palette màu nó là như thế này. Rồi, mình ở đây mình đã tạo các palette màu có sẵn. Tức là khi bạn mua một cái bộ marker về, các bạn có thể, khi bạn theo học khóa học ở đây, thì các bạn có thể sử dụng đó là mua bộ màu mà mình đề xuất sẵn. Tức là các màu mình sử dụng trong xuyên suốt các quá trình bài tập thì mình sẽ cung cấp mã màu cho các bạn, và các bạn có thể tự đi mua các mã màu đó, hoặc là các bạn có thể liên hệ mình. Và ngoài ra thì nếu mà các bạn không thích cái cách màu đi màu của mình, các bạn muốn có một cái tông màu khác hoặc là cách sử dụng khác, thì các bạn có thể mua những cái bộ màu mới chẳng hạn. Mà dù bộ màu nào đi nữa thì chúng ta vẫn cần phải có một cái palette màu như thế này. Các palette màu thì sẽ gồm các ô mình kẻ sẵn. Đó là sau đó là mình sẽ fill màu nó lên bởi các tông màu. Mình sẽ gom các nhóm màu lại với nhau. Cái mục đích gom nhóm màu này á, thật ra là để mình, khi mà mình sử dụng bài vẽ, mình ứng dụng lên bài vẽ, mình sẽ tìm ngay được chính xác là cái màu nào mình mong muốn. Tại vì cái màu marker này á, nó có một cái đặc biệt, đó là tuy là nó, cái màu khi mà trước khi khô và màu sau khi khô nó không có khác sắc độ lắm, nhưng mà để cho cái bản vẽ mình á được đúng ý mình nhất thì mình nên có một cái palette màu. Bởi vì cái này nó đã là cái màu chính xác nhất của nó rồi. Khi đó thì các bạn, sau khi bạn các bạn fill màu thì các bạn nên là để cái mã màu của cái cây đó ở một góc, và cái thương mã màu, cái mã thương hiệu, ví dụ như đây nè, đây là màu IR26 của Touchless, là khi mình sử dụng, mình muốn cái màu này, mình nhìn vào palette lúc mà mình chưa quen, mình chưa thuộc á, mình chưa thuộc cái màu này, mình chưa ghi nhớ hẳn cái màu này, thì mình sẽ nhìn vô cái palette này và mình bảo à, mình đang cần màu này, và màu này chính là IR26 của Touchless, và mình sẽ lấy ra mình sử dụng thì nó rất là thuận tiện. Mình hiện tại thì trên tay mình đang cầm là 4 cái mã màu chủ yếu. Đầu tiên đó là màu tông vàng nâu, tiếp theo đó chính là tông xám. Các bạn khi mà các bạn tìm mua marker, nếu mà các bạn không mua theo bộ thì sẽ có những cái hiện tượng như thế này. Đó chính là các một số mã màu mà các bạn chưa tìm ra thì các bạn cứ để trắng thôi, không sao hết. Rồi khi nào mà mình tìm ra rồi á, cái mình cần mua được cái cây mà mình mong muốn rồi á, thì mình sẽ fill vào đây các ô trống như thế này. Cái này là bạn màu xám. Giới thiệu sơ qua về bạn màu xám đi ha. Tại vì trong cái marker thì lúc nào cũng cần cái bạn màu xám này hết. Đó, đầu tiên đó chính là cool gray, tức là xám lạnh. Cái màu xám lạnh. Màu xám lạnh sẽ tăng dần sắc độ như thế này. Tiếp theo đó là màu green gray, tức là màu xám xanh lá, ám xanh lá. Và tiếp theo là warm gray, tức là ám màu nóng, màu vàng. Và blue gray, tức là ám màu xám dương. Và đó, riêng cái màu xám thôi là đã 1, 2, 3, 4 cái dòng màu khác nhau. Và cái dòng màu này bắt buộc và phải có ở trong tất cả các bài diễn họa, bởi vì nó luôn luôn là rất là phổ biến. Tiếp theo đó chính là cái bảng màu về tím hồng và bảng màu về màu xanh. Tức là các bảng màu này lựa chọn thì tùy theo các bạn thôi và sự yêu thích của các bạn thôi. Rồi, mình đã hoàn thành được cái bước giới thiệu đầu tiên về cái bookmarker.
thì mong các bạn là sẽ theo dõi và hẹn các bạn trong cái buổi tiếp theo nhé. Bye bye!